Theo chủ của chú ngựa Pumukin, chú ngựa chỉ cao khoảng 50cm và nặng 35kg, trong khi giống ngựa này chiều cao trung bình khoảng từ 75-105cm và nặng khoảng 120kg. Tôi đã nhận nuôi Pumukin được khoảng 2 năm rưỡi. Ban đầu tôi đo nó cao khoảng 46 hoặc 47cm. Trong khoảng thời gian đó, nó không phát triển nhiều. Trên thực tế, Pumukin có phải là chú ngựa nhỏ nhất thế giới hay không sẽ chỉ được công nhận khi chú ngựa được 4 tuổi, theo yêu cầu đủ tuổi để được xem xét ghi tên vào sách kỷ lục Guinness Thế giới. Tôi giờ chú ngựa bé nhỏ này vẫn phải đợi thêm một thời gian nữa để ghi vào sách kỷ lục. Hy vọng là trong khoảng thời gian này, nó không lớn thêm nữa. Chú ngựa giữ kỷ lục hiện tại là ngựa Bomben ở Ba Lan, có kích thước 56,7cm.